What's your name? Good. And how old are you? Okay, what's your name? My name is Loc. Loc. Letters are in the alphabet. How many? 26. Oh, good girl. Okay, good girl. Give her a clap. Okay. Về các tình huống trong cuộc sống. Từ các hoạt động trên đã giúp rèn cho các em về tính kỷ luật, tinh thần tương thân tương ái, giúp cho các bạn về biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, yêu mái trường và bè bạn, tự hào về truyền thống quê hương đất nước. Cùng từ các hoạt động phong phú trên đã định hướng cho các em học sinh biết sống trung thực, biết yêu quý, trân trọng cái đẹp, phê phán cái xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, luôn có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng và phần hoàn thiện nhân cách. Song song với các hoạt động của liên đời, các câu lạc bộ ra đời nhằm xây dựng môi trường để học sinh có thể giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Các em được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động câu lạc bộ, tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút học sinh tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho các em, đồng thời giúp các em rèn luyện phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, các kỹ năng mềm như kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức các hoạt động. Thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường, các em học sinh chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu đã dành thời gian để giao lưu gặp gỡ, chia sẻ các hoạt động của liên đội trường tiểu học Nhân Lộc trong buổi chiều hôm nay. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý vị. Nhân dịp lộ nên đang đến gần, kính chúc quý vị đại biểu, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.